Rồi, nội dung của chúng ta xác định góc giữa hai đường thẳng. Xác định góc giữa hai đường thẳng. À, phần đầu tiên thầy nhắc lại cho các bạn đó là cách xác định vector phát tuyến, vector chỉ phương và hệ số góc K. Xét đường thẳng delta có phương trình là AX cộng BY cộng C bằng 0. Thì nếu là đường thẳng này thì chúng ta sẽ tìm được vector phát tuyến đầu tiên. Tọa độ của nó là AB. Đó là chúng ta lấy hệ số của x và hệ số của y các bạn nhé. Đấy là AB. Sau đó chúng ta sẽ tìm được vector chỉ phương. Đấy, chúng ta tìm được vector chỉ phương bằng cách là gì? Đảo vị trí và đảo dấu một lần. Vậy nó sẽ là B trừ A. Rồi chúng ta tìm được hệ số góc K bằng cách là từ vector chỉ phương lấy tọa độ đằng sau chia cho tọa độ đằng trước. Vậy nó sẽ là trừ A trên B với điều kiện B khác không. Đấy, với điều kiện B khác không. Nếu đường thẳng delta lại được viết dưới dạng tham số, đó là x bằng AT cộng x0, y bằng BT cộng y0, thì chúng ta suy ra vector chỉ phương U được xác định như sau. Các bạn lấy hệ số của T này. Đấy, vector chỉ phương U sẽ là AB. Từ đây chúng ta tạo ra được vector phát tuyến bằng cách đảo vị trí và đảo dấu. Và hệ số góc K sẽ bằng từ vector chỉ phương lấy tọa độ sau chia cho tọa độ trước. Tức là nó sẽ bằng là B chia A với A khác không. Trường hợp thứ ba là nếu đường thẳng delta được viết dưới dạng là y bằng kx cộng b thì các bạn có ngay hệ số góc k. Để có vector chỉ phương u thì các bạn sẽ viết đó là 1k. Đây chính là vector chỉ phương u. Và vector phát tuyến n là đảo vị trí và đảo dấu, vậy là k trừ 1. Trên đây chúng ta đã xác định được vector phát tuyến, vector chỉ phương và hệ số góc K và hệ số góc K trong cả ba trường hợp. Phần thứ hai chúng ta nói về góc giữa hai đường thẳng. Góc giữa hai đường thẳng. Chúng ta xét đường thẳng delta 1 có phương trình là a1x cộng b1y cộng c1. Đường thẳng delta 2 có phương trình là a2x cộng b2y cộng c2. Cái này bằng 0. Đặt alpha là góc giữa đường thẳng delta 1 và đường thẳng delta 2. Khi đó chúng ta có 3 cách xác định góc như sau. Các bạn nhớ nhé, chúng ta có 3 cách xác định góc. Các bạn sử dụng cách nào cũng được. Cách thứ nhất, đó là cos của alpha sẽ bằng trị tuyệt đối của n1 nhân với n2, vector n2 chia cho độ dài của vector n1 nhân với độ dài của vector n2.
Cách thứ hai, cốt của alpha cũng có thể tính theo công thức trị tuyệt đối của vector U1 nhân vector U2 chia cho độ dài của vector U1 nhân với độ dài của vector U2. Cách thứ ba, tan của alpha được tính theo công thức trị tuyệt đối của K1 trừ đi K2 chia cho 1 cộng K1 K2. Vậy là các bạn có thể có 3 cách để xác định góc giữa hai đường thẳng. Cách thứ nhất là dùng vector pháp tuyến. Cách thứ hai là dùng vector chỉ phương. Và cách thứ ba là dùng hệ số góc. Vậy tùy vào từng bài toán mà chúng ta sử dụng những cách nào làm cho nó phù hợp các bạn nhé. Cách làm cho phù hợp. Chúng ta xét ví dụ số 1. Cho đường thẳng delta 1 có phương trình x trừ 2y cộng 3 bằng 0. Đường thẳng delta 2 có phương trình 2x cộng 3y trừ 1 bằng 0. Đặt alpha là góc giữa đường thẳng delta 1 và delta 2. Yêu cầu hãy tính alpha. Đấy, Hồng Kiều ghi xong đến cái ví dụ số 1 báo cho thầy Hồng Kiều nhé. Vâng ạ. Ừ. Em ghi xong rồi ạ. Rồi, thầy cảm ơn. Rồi, bây giờ thầy sẽ tính cái góc alpha này theo cả ba cách các bạn nhé. Cách 1. Chúng ta tìm được vector N1. À, vector N1 sẽ là 1, âm 2. Vector N2 sẽ là 2, 3. Từ đây chúng ta suy ra độ dài của vector N1 sẽ bằng căn bậc 2 của. Các bạn lấy các cái tọa độ này bình phương lên rồi cộng nó lại. Như vậy là 1 cộng 4 bằng căn 5. Độ dài của vector N2 sẽ bằng căn của 4 cộng 9 bằng căn 13. Và trị tuyệt đối của vector N1 nhân vector N2 sẽ bằng 2, trị tuyệt đối của 2 trừ 6, kết quả bằng 4. Thế từ ba cái thông tin này thì chúng ta mới suy ra được cốt của góc alpha sẽ bằng trị tuyệt đối của N1 nhân với N2 chia cho độ dài của vector N1 nhân với độ dài của vector N2 bằng 4 chia cho căn 5 nhân với căn 13. Vậy nó sẽ bằng là 4 chia cho căn 65. Thì từ đây chúng ta suy ra góc alpha sẽ xấp xỉ.
Đấy, các bạn bấm máy tính giúp thầy, góc alpha xấp xỉ bao nhiêu? Đấy, các bạn rút máy tính ra bấm giúp thầy. Sáu mươi độ. 60 độ đúng không em? Xấp xỉ 60 độ à? 60 độ bao nhiêu phút? 60 độ 15 phút. Rồi, thầy cảm ơn nha. 60 độ 15 phút. Rồi, bây giờ chúng ta thử làm cách số 2 các bạn. Cách số 2 là chúng ta sẽ dùng vector chỉ phương. Như vậy là vector U1 sẽ bằng vector chỉ phương ấy, thì các bạn sẽ đảo vị trí và đảo dấu của vector pháp tuyến. Vậy nó sẽ là 2, 1. Vector U2 sẽ bằng là 3, âm 2. Và từ đây chúng ta lại tiếp tục suy ra. Độ dài của vector U1 bằng căn bậc 2 của 4 cộng 1 bằng căn 5. Độ dài của vector U2 sẽ bằng căn của 9 cộng 4 bằng căn 13. Trị tuyệt đối của vector U1 nhân vector U2 sẽ bằng trị tuyệt đối của 6 trừ 2 bằng 4. Thế thì từ đây chúng ta suy ra được cốt của alpha sẽ bằng trị tuyệt đối của U1 nhân với vector U2 chia cho độ dài của vector U1 nhân với độ dài của vector U2. Thay số thì sẽ bằng 4 chia cho căn 5 nhân căn 13. Kết quả bằng 4 chia căn 65. Và tương tự như ở trên thì các bạn cũng sẽ suy ra được góc alpha xấp xỉ 60 độ 15 phút. Có thể thấy rằng cách làm số 1 và cách làm số 2 ấy, nó sử dụng vector pháp tuyến và vector chỉ phương thì nó hoàn toàn tương tự như nhau. Vấn đề là chúng ta có nhớ được cái công thức đó để làm việc hay không thôi. Bây giờ thầy xét cách làm số 3. Cách làm này nó có một chút mới lạ so với hai cách làm trên. Cách làm số 3 là thầy xét K1, tức là hệ số góc của đường thẳng delta 1. Từ vector chỉ phương U1 lấy tọa độ đằng sau chia cho tọa độ đằng trước. Vậy K1 sẽ bằng 1/2. K2 sẽ bằng từ vector chỉ phương U2 lấy tọa độ đằng sau chia cho tọa độ đằng trước, âm 2/3. Suy ra tang của alpha. Các bạn nhớ nhé, tang nhé, của alpha sẽ bằng trị tuyệt đối của K1 trừ K2 chia cho 1 cộng K1 K2 bằng trị tuyệt đối của, chúng ta thay số đây, 1/2 trừ đi âm 2/3 trừ đi trừ thành cộng chia cho 1 cộng K1 nhân K2. Thì K1 nhân K2 thì các bạn thấy là nó sẽ bằng âm 1/3. Vậy là trừ đi 1/3. Rồi bây giờ chúng ta rút gọn biểu thức này. 1/2 cộng 2/3 thì nó bằng 7/6. Chia cho 1 trừ 1/3 thì nó thành là 2/3. Chia cho 2/3 tức là nhân với 3/2. Vậy nó sẽ bằng 7/4.
tan của alpha bằng 7/4, thì từ đây chúng ta suy ra alpha sẽ xấp xỉ. Các bạn lấy một máy tính và bấm với cái tan trừ 1 này. Đấy. Cái hàm ngược của hàm tan, át tan. Đấy, các bạn tự tay bấm ra và cho thầy biết kết quả là bằng bao nhiêu. 60 độ 15 phút ạ. Ok, thầy cảm ơn. 60 độ 15 phút. Thì các bạn thấy rằng cái cách số 3 này nó hơi khác hai cách trên một chút, vì nó sử dụng hệ số góc. Và trong quá trình làm việc thì cái hệ số góc này nó sẽ phát huy rất nhiều tác dụng. Các bạn nhé, hệ số góc này sẽ phát huy rất nhiều tác dụng. Và trong quá trình chúng ta thực hành sau này, nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được những bài toán tương đối khó. Đấy, tương đối khó. Rồi thầy hỏi Khánh Nhi, cái nội dung xác định góc hôm nay em có hiểu được không Khánh Nhi? Rất khó ha. Ok, tốt rồi. Thầy hỏi bạn Huyền Trang có hiểu được nội dung xác định góc hôm nay không? Dạ, em có hiểu ạ. Ok, tốt rồi. Thế như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần lý thuyết các bạn.